Hi, em xin gửi lời chào đến tất cả anh chị quý hàng thân yêu và chào mừng tất cả anh chị đã đến với kênh YouTube An Ô Tô Cũ Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Và đi từ xa này kia thì anh chị đã có thể thấy bảng hiệu siêu thị ô tô Bình Dương nhà em phải không ạ? Hôm nay ngày 26 tháng 7, em An thì ngày hôm nay được đi chợ. Hôm nay là tại Dĩ An á, đều được phát phiếu á, ngày chẵn ngày lẻ. Ngày hôm nay thì em An đi chợ nên là tiện ghé luôn qua cửa hàng để giới thiệu đến anh chị, cập nhật đến anh chị một loạt những cái mẫu xe đang còn tại siêu thị ô tô Bình Dương anh chị nhé. Và anh chị quý hàng thân yêu của em quan tâm thì alo em ăn. Đây, chú bảo vệ ra bao giờ đã mở cửa rồi em ăn sẽ dô và sẽ quay gửi anh chị. Rồi, ok anh chị, em ăn thì đã vào bên trong cửa hàng rồi, thì ngay sau đây thì em ăn sẽ giới thiệu cập nhật lại một loạt những cái mẫu xe đang có tại siêu thị ô tô Bình Dương. So với buổi quay gần đây nhất cái hơn một tuần thì em An cũng đã nhận cọc được khá khá những cái mẫu xe mà anh chị quý hàng thân yêu của em An ở khắp mọi miền Tổ quốc đặt cọc từ xa. Và em An có nói là có thể đầu tháng 8 có thể giao xe cho chị, nhưng mà với tình hình hiện tại thì ở Dĩ An và tất cả các tỉnh miền Nam, phía Nam 19 tỉnh thành đang áp dụng chỉ thị 16. Vì vậy mà những cái việc như là đi giao xe thì là những cái công việc không thiết yếu, vì vậy mà rất khó để có thể giao cho chị đầu tháng được. Vì vậy mà sau khi mà toàn khu vực miền Nam cũng như 19 tỉnh thành, đặc biệt là Bình Dương có những cái thay đổi khi mà dịch bệnh đã được kìm hãm rồi á, đã được khống chế rồi, thì có những thay đổi về giãn cách xã hội thì bên em sẽ liên hệ anh chị và giao xe cho anh chị. Vì vậy mà kính mong tất cả anh chị quý hàng thân yêu của em An hiểu giúp em An vấn đề đó. Đó, cũng như vấn đề làm hồ sơ, rút hồ sơ ra tên, cũng hiện tại gần như tất cả công an các tỉnh thành hiện tại không làm việc nữa. Đó, nên là em An sẽ nhận cọc cho anh chị, nhận cọc từ xa cho anh chị. Đó, anh chị ưng mua xe nào đó làm việc trực tiếp với em An sẽ giữ xe cho anh chị đến một cái thời điểm thích hợp. Đó, thời điểm thích hợp thôi. Nói chung là em nghĩ là nó sẽ dao động khoảng tầm đầu tháng 8, tầm khoảng mùng 10 tháng 8 thì em nghĩ là thì sẽ ổn hơn. Đó, hiện tại bây giờ thì cũng đang rất là căng. Đó, ngày hôm nay thì em An cũng làm cái ngày chẵn ấy, ngày 26 ấy. Đấy, theo cái khu vực thì ngày hôm nay em An được đi chợ. Những ngày này dịch thì chủ yếu là ở nhà chăm sóc con cái rồi đi chợ nấu nướng thôi, không có làm việc gì cả. Thì hôm nay em An sẽ cập nhật lại một loạt những mẫu xe chị nhé. Thì em An thì vẫn đóng cửa hàng thôi, không có mở cửa đâu ạ. Thì vừa ra thì chú bảo vệ mở cửa cho. Thì hình rất là căng rồi, cũng mong sao tất cả chị quan thân yêu của em An thật nhiều sức khỏe, nhiều sức khỏe và hạn chế ra đường. Lúc này ở nhà là giải pháp tốt nhất. Đó, giải pháp tốt nhất anh chị nhé. Rồi, ok, em sẽ cập nhật lại một loạt những cái mẫu xe là có. Cũng không còn quá nhiều xe đâu, là mỏ hai mấy chiếc thôi. Đây, một dàn đấy. Ở đây thì cũng nhiều mẫu xe em đã nhận cọc mất rồi. Ok, rồi em giới thiệu ngay trước Mazda 2 đi ạ. Mazda 2 này thì của nhà đang đi. Đó, nên là anh chị nào thích cái biển số đẹp này, xe này thì 2015 Mazda 2 hatchback 2015 màu trắng, đi có 30.000 thôi, biển Sài Gòn. Biển này thì quá vip rồi, nên là anh chị nào thích biển đẹp thì alo em An thôi. Đó, chứ còn những cái chiếc xe này thì giá nó sẽ hơi cứng một chút. Tất cả những mẫu xe đây em An báo ở đây thì anh chị ưng mẫu xe nào, giá em báo là còn thương lượng và còn tham khảo giá. Mà thực sự giá này thì em An báo cũng là giá rất là tốt rồi, nên là anh chị nào thực sự quan tâm và thực sự muốn sở hữu một em nào đó ở đây thì alo hoặc nhắn tin Zalo em An, chốt giá với em An, chắc chắn là sẽ để cho chị cái giá không lợi nhuận, ra lỗ luôn. Thời điểm này bán được xe là tốt lắm rồi. Đó, ok, Mazda 2 2015 hatchback anh chị nhé. Em này thì 46 cơ, 46 cho cái biển số đẹp này. Còn anh chị nào mà không quan tâm biển số đẹp thì có thể bỏ qua mẫu xe này. Ok, rồi một cặp i10 anh chị nhé. Mẫu phân khúc A thì em ăn còn một cặp i10 thôi, chứ Vigo hay là Morning thì em ăn cũng cặp hết rồi. Đây, i10 hatchback 2018 máy 1.2 bản đủ anh chị, máy 1.2. em này thì đi 37 ngày, để cho chị cái giá là 299 triệu rồi nhỉ. Giá em lại bớt tiếp rồi, máy 1.2 37 ngày sẽ rất là đẹp, nói chung rất là đẹp, nên là anh chị quan tâm thì alo em ạ. Hiện tại thời điểm này thì ngân hàng cũng không làm banh được, nên là anh chị nào muốn làm banh mẫu xe này thì nó sẽ vay được khoảng tầm 150-170 triệu. Thì ví dụ trường hợp anh chị đặt cọc xong gửi thông tin đó, cam kết là không nợ xấu, thì em An sẽ làm banh cho anh chị được. Anh chị gửi thông tin thì sẽ cho
sau khi mà ngân hàng làm việc lại sẽ cho ngân hàng check cho anh chị. Em này thì lăn vỏ theo xe hết anh chị nhé, lăn vỏ theo xe. Sơ cua em nhớ không nhầm là chưa lăn đâu. Đó, máy 1.2, bơm phay, ghế để kết hợp ra. Em này thì cũng được chủ xe vào ốp bậc lên xuống, lót sàn 6D đó. Nội thất tông màu đỏ đen anh chị nhé, đỏ đen. Đó. Khá đẹp rồi, xe rất là đẹp luôn. Xe này một chủ từ đầu nhá, ngay dĩ an này luôn anh chị ạ. Xe ngay dĩ an luôn, máy 1.2, 4 máy. 4 máy thì nó khỏe khoắn hơn rất là nhiều đúng không ạ? Cảm biến sau. Đó. Tay cửa mạc chrome có cảm biến, có đầy đủ thông minh, gương cục điện. Nói chung bản đồ thì nó rất nhiều option. Đó. Để cho chị 299 triệu nhá. 218 cơ, chấm 2 đi có 37.000 chuẩn thôi. Đó. Ok. Tiếp theo một em i10 nữa. i10 sedan 219 bản tiêu chuẩn, nhưng em An sẽ vào cho anh chị một bộ mâm đúc nhá. 219 bản tiêu chuẩn, em này cũng được vào đủ đồ chơi và sẽ vào cho chị bộ mâm đúc. Bên trong này thì đã được vào ghế da, tay chén cửa về mưa này em An sẽ tặng cho chị này, khi có nhiệt thì dán rồi. Đó, ghế da, lót sàn, ốp bậc lên xuống, đi đốc cũng đầy đủ hết luôn. Đó, trần 6D khá đầy đủ hết rồi anh chị nhé. Đó, và để cho chị cái xe này mức giá là 295 triệu, được chưa ạ? 295 triệu, màn hình Android, cam lùi, cam hành trình, đầy đủ hết rồi. Cái màn hình này anh chị có thể vào nghe nhạc thoải mái luôn. Đó, phủ táp lô đầy đủ rồi. Vào xem YouTube nghe nhạc thả ga luôn. Đó. Một số mẫu xe này em An đã nhận cọc rồi nên em An sẽ không giới thiệu tới cho anh chị nhé. Đấy. i10 219 295 triệu. Đó. Sẽ vào đủ đồ chơi cho anh chị. Bản tiêu chuẩn anh chị nhé. 4 máy, đó, chấm 2. Wigo này thì em nhận cọc rồi này. Đấy. i10 này. Thì 10 em An mới lên sóng cách đây 3 ngày cũng nhận cọc luôn, ngày hôm sau cho anh trai phương xa rồi. Đó, i10 218 mà đi có 4.000 cây số này. Đó. Hai mẫu Vios và Cerato thì em An cũng nhận cọc hết sạch rồi. Đó. Đây, một em City Top nhá. City Top 217. Top 217 anh chị ạ. Top 217 này thì em An cũng nhận cọc về Long An rồi. Đó. Rồi. Cerato 219 để cho chị 468 triệu, 219 số sàn, vào dán bộ tem rồi, à, bắt mắt luôn bộ tem, máy 1.6 form mới chị nhá, 219 biển tỉnh. À. Cerato rất tiếc là thế mới này chưa có màn hình, vô lăng tích hợp, ghế da màu đen theo xe chị nhá, những cái ốp bậc lên xuống rồi chủ xe cũng đã vào cho chị rồi, à, trần ni lông zin. 219 để cho chị cái giá là 468 triệu. Em An còn một chiếc Cerato màu đỏ nữa, 219 luôn. Đó. 468 triệu chị ạ. 468 cho em Kia Cerato máy 1.6 này. À, mẫu xe này thì em An đã có video chi tiết rồi. Giờ anh chị nào cần thì cứ nhắn tin. À, có thể là nhiều lúc là em An chưa nghe máy ngay được, nhưng em An cứ nhắn tin thì em An sẽ trả lời ngay cho anh chị nhé. Đây, một số anh chị cũng thông cảm với em An đấy, nhiều lúc là em An chưa trả lời ngay được, nhưng mà anh chị cứ để lại lời nhắn, em An sẽ trả lời anh chị, tất cả sẽ trả lời anh chị. Ok, 468 cho em Cerato 219 này nhé. Em nhắc lại là tại thời điểm này thì sẽ không làm ngân hàng được, nhưng mà anh chị ưng muốn làm ngân hàng thì đợi dịch giã đỡ một chút, ngân hàng làm việc lại thì em An sẽ làm cho chị. Và như em có nhắc là sẽ làm cho anh chị vay, cam kết là anh chị không nợ xấu nữa này rồi. Và tùy đời anh chị nhé. Đó. Đời 17 trở lên. Còn những anh chị ở Bình Dương, Đồng Nai, thành phố thì em làm đời 14-15 được. Đó. Em này là kem Kia Rondo, một mẫu MBV 5+2 218. Đó. Nội thất màu kem, vô lăng tích hợp, 218 biển tỉnh, một chủ từ đầu. Và em này thì đang để cho chị 460 triệu, được chưa? 460 triệu trang Kia Rondo 218 màu trắng, một mẫu MBV máy 2.0, máy xăng anh chị nhé, máy xăng 2018 máy 2.0. cái cabo này thì tất cả là em An đang mở hé ra. Đó. Option miên man rồi, có màn hình cam lùi đầy đủ chị nhé, vỏ năng non hơi nghe. Ok. Đó. Biệt tình gian phim cách nhiệt đầy đủ hết rồi, 460 triệu. Đó. Một em Mazda 3 hatchback 215 này. Đấy. Một Mazda 3 hatchback 475 triệu cho chị mẫu xe này. 215. Màu trắng biển Bình Dương, một chủ từ đầu. Một mẫu phân khúc C.
rất là ưa chuộng, trẻ trung đúng không? Rất là trẻ trung và các tính năng an toàn cũng quá là đầy đủ trên mẫu Mazda 3 hatchback này 2015. Ok. Để cho chị 475 triệu chị nhá. Đấy. Tiếp theo một em Vios, Toyota Vios E số sàn 2016. Em này vào đủ đồ chơi cho chị, như là anh chị có thể thấy cảm biến sau này. Tay chén cửa vè mưa phim cách nhiệt bên trong này thì được vào khá nhiều đồ chơi chị nhé. Đây, cho chị xem khá nhiều đồ chơi hiện hữu trên mẫu xe này. Và em này thì em đang video gần nhất để cho chị 332 triệu hỗ trợ ra tên. Đó, em này là gốc thành phố Hồ Chí Minh nha chị nhé. Đấy, ốp bậc này, người da này. Đấy, một cái màn hình giải trí 10 inch này, có cam lùi cam hành trình luôn. Đấy, có cam lùi cam hành trình thích hợp luôn. Màn hình Android 10 inch luôn, cỡ lớn. Củ táp lô độ cảm biến sau này. Đó. 2016 để cho chị cái giá là 332 triệu. Đó. Ok. Đó. Trần 6D đây. Rất là đầy đủ các chị nhé. 2016 để cho chị cái giá là 332 triệu. Máy 1.5, một mẫu xe quốc dân đúng không ạ? Màu bạc anh chị nhé, màu bạc. 2016 số sàn. Và bản này thì nhiều khách hàng ưa chuộng cái mẫu này hơn, tại vì được trang bị như là 4 thắng đĩa này, à, gương cụp điện đầy đủ hết. À. Rồi, vài ớt em. Tất cả những mẫu này thì em An đã có video chi tiết rồi. Thì vậy anh chị quý hàng có điều quan tâm thì cứ alo em An. À, thì em sẽ gửi đường link video cho anh chị coi. Tất cả xe thì không phải nói quá nhiều, em An luôn là bao lỗi. Còn có thể là giá xe sẽ theo chất xe nữa. Có những chiếc xe cùng đời đó nhưng giá có thể chênh nhau 10-15 triệu là bình thường. À. Tiếp theo là một em Kia Soluto, sản xuất 2020, số sàn bản tiêu chuẩn. À, bản này nhưng mà bên em đã vào cho chị bộ mâm phay này, mâm phay này bên trong này thì như là các phụ kiện như vè mưa, tay chén cửa cũng vào đủ rồi. À, bên trong này thì cũng vào cho anh chị một cái màn hình Android 9 inch cơ lớn này. Đấy, Android anh chị nhé, có cam lùi cam hành trình cho anh chị luôn. Đấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ hết rồi, lót sàn này, các ốp bậc lên xuống đầy đủ hết luôn. Đó. Cũng không thiếu thứ gì mẫu này. Và đây cho chị cái giá là 345 triệu chị nhé. Kia Soluto sản xuất 2020 bản tiêu chuẩn. Đó, Kia Soluto 345 triệu chị nhé, 345 triệu. Đấy, quá đẹp rồi đúng không ạ? Ok. Rồi, một em Kia Rondo nữa anh chị này. Em An hiện tại đang có 32 mẫu. Em lại biển thành phố Hồ Chí Minh màu vàng đồng với chị nhé. Cũng là số sàn máy xăng 2.0 luôn. Đó. Và để cho anh chị giá là 438 triệu hỗ trợ ra tên. À, anh chị nào ở xa thì em ăn bao rút, cũng như là bớt tiền thuế để anh chị về tự ra tên. Tay chén cửa lại vè mưa, phim cách nhiệt vào đầy đủ rồi. Ốp gương luôn. Đó, đầy đủ luôn. Màu vàng đồng ấy, khá đẹp đấy. Một xe này thì em ăn cũng đã có video chi tiết rồi, nên là anh chị cứ thích mẫu xe này thì cứ nhắn tin em An sẽ gửi đường link video cho anh chị nhé. Hai số điện thoại của em An thì luôn ghi sẵn ở màn hình video để chị tiện theo dõi. Đấy. Xe bao lỗi tuyệt đối từ máy, động cơ, keo chỉ ha, khung gầm. Ok, cũng là nội thất màu kem luôn. À, có màn hình cam lùi hết rồi. Ba chế độ lái khá đầy đủ luôn. Mẫu Rondo này thì em An cực kỳ thích cái trải nghiệm của mẫu Rondo, đặc biệt là cái tay lái rất là nhẹ nhàng. Và động cơ thì quá là êm ái luôn, rất là êm ái, rất là nhẹ nhàng, mượt mà. Ok. Đó. 2017 anh chị nhá. Để cho chị 438 triệu. Biển Sài Gòn đâu. Anh chị về Sài Gòn thì mình đỡ mất tiền biển số đâu. Ok. Rồi. Đó. Tiếp theo là một em phân khúc B, rộng rãi nhất trong phân khúc đúng không ạ? Một em Honda City, sản xuất 2017, mẫu mới anh chị, mẫu mới nhưng mà anh chị có thể thấy là mẫu xe này thì chủ xe đã vào từ bộ mâm này, tay chén cửa này, dán carbon này, cũng như là vào những cái đuôi gió này, khá là thể thao, ăng ten bê cá mập, vẻ mưa phim cách nhiệt vào đủ rồi. Và đặc biệt là cái cụm đèn pha và đèn hậu này đều là full nét hết anh chị nhé, vào full nét hết cho anh chị luôn. Em này cũng là gốc thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó. Và để cho chị cái giá là 455 triệu anh chị. Đấy, này em tiếp tục giảm giá cho chị 455 triệu mẫu phân khúc B. Tiết kiệm nhiên liệu và cực kỳ là rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế sau này thì quá là rộng rồi đúng không? Trang bị hốc gió điều hòa và
đằng sau quá là rộng rãi luôn. Đó, em này thì đã được chủ xe vào ghế da màu kem rồi, các ốp inox này, lót sàn đấy. Ok đấy. Khá là đầy đủ anh chị nhé. Đây, những mẫu này thì khá là đầy đủ rồi đấy. Ốp bậc lên xuống này, ghế da rất đẹp luôn. 455 triệu gì để giá tốt cho chị luôn. Máy 1.5 bộ phân ngon bề. Em ăn hiện tại duy nhất còn một chiếc CD ở đâu đó. Chiếc bản top kia thì em bán rồi, cụm đèn pha là full nét hết đây chị ạ, full nét hết luôn. Rồi tiếp theo là một em Innova 2017 này, biển Sài Gòn này anh chị này. Innova 2017 á, 2017 số sàn máy 2.0 màu bạc anh chị nhá. Em này cũng vào đủ đồ chơi như là những cái bậc lên xuống này đấy, rồi tay chén cửa về mưa. Bên trong này thì anh chị có thể thấy là có ghế da, có màn hình đấy. Em ăn chào bán là 520 triệu hỗ trợ ra tên chính chủ anh chị nhá. Có màn hình cam lùi rồi, ghế da màu da bò luôn đấy, phủ táp lô, ốp bậc lên xuống này đấy, khá là đầy đủ đồ chơi đúng không ạ, không mất một phân keo một gì nào, máy là dính đét luôn đấy. Một xe cũ thì thực sự ra là anh chị chỉ còn quan tâm về vấn đề xe nó có lỗi không thôi, có đâm vàng, có thủy kích hay là tai nạn đấy. Còn vấn đề là chất xe thì tất nhiên là có những chiếc xe đi ít thì nó sẽ đẹp hơn thì giá tiền nó sẽ lại khác, còn những chiếc xe mà người ta đi nhiều hơn một chút thì giá nó mềm hơn. Quan trọng là mình mua chiếc xe mà người ta có thể đi nhiều một chút nhưng người ta bảo dưỡng đấy, chủ cũ người ta bảo dưỡng kỹ càng và không bị lỗi là ok đúng không ạ. Fortuner 16 này thì em ăn cũng bán về Long An rồi mà làm ngân hàng dính dịch cái này khách hàng chưa lấy được đây. Tiếp theo một Accent, rất nhiều những mẫu xe em ăn bán rồi mà thời điểm vừa rồi là bị dịch quá nên là chủ xe không thể nào lấy được, bọn em cũng rất là khó đi ra. Em này là Accent 218 anh chị nhá, 218 màu vàng, đi 38.000, 36.000 chuẩn luôn, vào đủ đồ chơi luôn. Tay chén cửa này, các lẹp kính mạ chrome này, phim cách nhiệt về mưa. Bên trong này có ghế da, lót sàn, ốp bậc đấy, đủ đồ đúng không ạ, phủ táp lô đây, rất nhiều luôn đấy. Để cho chị cái mẫu xe này là 398 triệu chị, 398 xe cọp anh chị ạ, 2018 số sàn. Mẫu Vinax xe này thì cũng rất là ok, cực kỳ là ok luôn đấy. Cảm biến sau nó bằng đâu, khá nhiều những mẫu xe đã bán rồi mà khách hàng đợt này thời điểm này không thể là giao cho quý khách được và quý khách cũng không thể đi lại được đó. Em này rất đẹp, có video chi tiết rồi, biển Bình Dương anh chị nhé. Gia đình mẫu xe này thì em ăn cũng đã nhận cọc rồi đó nhưng mà do vấn đề về ngân hàng thôi nên là chủ xe không có làm được đó. Em ăn tiếp tục bán tiếp ok rồi. 2018 anh chị nhé, 398 triệu. Em này thì vỏ theo xe sơ cua chưa lăn đó, đấy những cái thông số xe rất là đẹp, biển Bình Dương một chủ đầu luôn, sơn zin gần như tuyệt đối á. Ok, Cola này thì em ăn cũng nhận cặp về Con Tum rồi này đấy, Con Tum rồi mà chưa giao được đấy, Cola 2021. Tiếp theo là một em Wrangler số tự động 2015 anh chị này, Ford Wrangler chị nhá, một mẫu xe bán tải, ông vua bán tải đây rồi, màu vàng đồng luôn. Em này thì chưa có lắp thùng cao, chưa có lắp thùng, số tự động anh chị nhá, một cầu 2.2 cũng đã có video chi tiết rồi. Để cho chị cái giá là 499 triệu và anh chị mua thì em ăn sẽ bớt trực tiếp cho chị 10 triệu á, còn 489 triệu và rút hồ sơ. Wrangler chị nhá, một cầu. Đó, ở bên trong này thì cũng đã được bọc ghế hai màu rồi, theo kiểu white chắc ấy. Đó. Ok. Wrangler chị, Ford Wrangler. Ok. 499 triệu. Đấy. Số tự động. Ok. Rồi bây giờ thì mời chị đi khu vực dưới ha. Khu vực dưới đây thì em mang còn một số mẫu xe nữa. Đấy. Rồi. Một chiếc Cerato số sàn 2019 nữa này, màu đỏ anh chị ạ. 468 triệu luôn anh chị nhá. 468 luôn. Xe nó chạy năm mấy gạt đấy ạ. Năm mấy ngày, màu đỏ cũng khá là đẹp luôn, Cerato màu đỏ cực kỳ là sang luôn. À, xe tôi hiện tại em ăn còn 4 chiếc, 2 chiếc tự động và 2 chiếc số sàn. Lipo này, đã vào Lipo cho chị luôn.
Kia Cerato chị nhé, 2019 số sàn. Đây cho anh chị giá là, đây để cho anh chị cái giá là 468 triệu. Đấy, màu đen luôn, thân màu đen luôn, 468 triệu anh chị nhé. Đấy rồi, 2019 máy 1.6, 468 triệu. Ok. Đó. Xpander này, Mazda 3 này, em An cũng chờ giao hết này. Xpander, Mazda 3 về Đồng Nai hết. Đó. Ok, một cặp Cerato đây ạ, 2016 này, để cho anh chị 475 triệu số rộng bản full.6. Màu trắng đây, em này biển Đồng Nai chị nhá. Một cặp Cerato 17 đi 18 ngàn chuẩn này. Đấy, để cho anh chị 499 triệu 2017. Xe cơ kia đẹp, một chủ từ đầu. Đi đúng 18 ngàn, siêu cọp luôn. Hai mẫu đều có video rồi, đặc biệt mẫu xe tô này thì em An cũng đã quay được đó. Đó, nội thất này đã bọc với da hai màu cho anh chị luôn. Đấy, ok anh chị nhé. 2017 để cho anh chị cái giá là 499 triệu. Còn em 2016 này thì độ bộ mâm màu đen, sơn mâm lại màu đen rồi. Có cửa sổ trời anh chị nhá. Bản full là bản có cửa sổ trời .6 nhá. 475 triệu. Một em Vios E số sàn 2019 này. Biển Sài Gòn anh chị này, màu đỏ, 7 túi khí an toàn. Xe mới chạy có ba mấy ngàn thôi. Đấy, để cho anh chị cái giá là 405 triệu. Vios E số sàn anh chị nhá, 2019. Số sàn 2019. Vào màn hình này, cam lùi này, ghế da màu kem rồi. Đó, những cái chi tiết tay lắm này cũng đã được bọc ra hết rồi, sạch sẽ hơn rất là nhiều đúng không ạ? 2019 đấy chị nhá. 405 triệu. Đấy, xe đang dọn dẹp chưa xong. Ok. Cái này trên cũng vào trần luôn. Nó hơi tối một chút luôn. Anh chị có thể thay màu được. 2019 đấy chị nhá. 405 triệu. K3 thì em An hiện tại còn hai mẫu này. Kia K3 2014 này, bản full.6 này. Đó, cửa sổ trời. Đó, em này chạy làm mấy ngàn chuẩn rồi, rất là đẹp, 2014. Để cho chị cái giá là 435 triệu chị nhá. 435 màu vàng đồng đây. Đấy. Kia K3. Cảm biến trước sau đầy đủ, cửa sổ trời. Điều hòa hai vùng. Và em này thì đã được vào một cái màn hình Android rồi. Và một cái màn hình Android 9 inch. Đấy. Điều hòa hai vùng luôn. Rất đẹp anh chị nhá. 2014. 435 triệu. Đấy. Ok. Đây. Một em K3 nữa. Em Xpander này thì em An đã bán rồi nhá. Nhận cặp để làm banh. Xpander tự động 19 xe rất là đẹp, đi mười mấy ngàn. K3 2014 nữa này anh chị này, biển Bình Dương. Đấy, đồng giá luôn anh chị nhá. 435 triệu màu đen. À, bản full luôn anh chị ạ, có cảm biến trước sau cửa sổ trời ấy ạ. À, anh chị cứ thể để ý bản full là nó sẽ chắc chắn phải có cửa sổ trời, nên là bản full option rồi. Lót sàn này và màn hình Android cũng vào rồi. À, những cái lót ghế này cũng khá là đẹp ha. À, cửa sổ trời 2014 này chị ạ, đã có video chi tiết hết rồi ạ. À, 435 triệu luôn. Ok. À, một xe cuối cùng mà em An giới thiệu cho chị là một em 7 chỗ ngồi, mình em Fortuner đây. Đó, xa xa kia biển Bình Dương nhá, 2013 máy xăng. Bản này là bản cao cấp nhất, bản xăng full xăng 2.7, có rửa đèn, có ghế điện, đó, hai cầu luôn. Để cho chị giá là 520 triệu. 520 triệu rồi. Đó. Lót ghế này, ghế điện này. Đó. Hai cầu với chị nhá, số tự động hai cầu. Như mẫu này đi thì khỏi chê rồi, rất là sướng anh chị ạ, rất là sướng luôn. Có thể là cái mức tiêu nhiên liệu nó sẽ cao một chút nhưng mà bù lại khả năng trải nghiệm tốt. Đó. Xe này thì em An mới về nên là chưa có rửa dọn gì cả. Bốn vỏ này còn dày này, rất là dày luôn. Đấy, bản này cũng đèn pha dạng thấu kính này, có rửa đèn luôn. Để cho anh chị 520 triệu rồi, giá cực kỳ là tốt rồi. Nên là anh chị quan tâm thì alo em An nhé. Đó, giá thì còn bớt nữa cơ. Quan trọng là anh chị thích, thời điểm này thì em An không có để ý lợi nhuận nữa rồi. Quan trọng là bán được cho anh chị những chiếc xe chất lượng và giá thì có là siêu hợp lý thời điểm này. Đây là anh chị nào mình đang quan tâm về bất cứ mẫu xe nào thì alo em An.
Thời điểm này là thời điểm rất là tốt để mua xe đúng không ạ? Thực sự ra một chiếc xe ô tô khi mà mình có tài chính tốt thì mình sở hữu một chiếc ô tô rất là ok, vừa đảm bảo an toàn ha, vừa làm cái phương tiện di chuyển rất là ok, đặc biệt trong mùa dịch này đảm bảo an toàn cho đại gia đình mình. Rồi ngày hôm nay thì em An ra cửa hàng để giới thiệu anh chị các mẫu xe đang còn tại siêu thị ô tô Bình Dương, và rất cảm ơn anh chị đã dành một chút thời gian quan tâm theo dõi về tất cả những mẫu xe của siêu thị ô tô Bình Dương. Rất cảm ơn anh chị, và anh chị hãy nhớ ấn like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh, đặc biệt hãy nhấn nút chuông bên cạnh để ủng hộ kênh giúp em An anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào.